tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng tham khảo. Vàng SJC tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,25 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,87 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,35 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,85 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,35 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,8 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,3 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,85 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,35 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,79 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBC được niêm yết với giá là 56,35 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,95 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2021, cuộc đua xuống đáy, niềm tin tiêu dùng tăng vọt bất ngờ, vàng còn giảm nữa. Giá vàng thế giới hôm nay liên tục giảm mạnh và có phiên giảm liền 20 USD trên một ao, bốc hơi khoảng 143 USD trên một ao trong vòng 1 tháng qua, trở về ngưỡng 1.760 USD trên một ao. Các yếu tố ủng hộ đà tăng của vàng đã yếu đi, nhà đầu tư đang có xu hướng chuyển dịch dòng tiền sang cổ phiếu. Vàng SJC trong nước duy trì đà giảm trong suốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá vàng thế giới đã chạm mức thấp nhất trong 2 tháng rưỡi qua và xuống đáy gần 1 tuần sau khi niềm tin tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6 bất ngờ tăng vọt trước đại dịch, tốt hơn mọi mong đợi. Đồng USD đã tăng trở lại và lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn dự báo. Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch vào đầu giờ hôm nay, khi đồng USD tăng vọt và ghi nhận trên sàn điện tử Kitco đang đứng ở mức 1.761 USD trên một ao, giảm 17,8 USD trên một ao so với phiên giao dịch liền trước đó. Diễn biến này đã gây áp lực khiến cho vàng trong nước liên tục duy trì đà giảm từ đầu phiên giao dịch ngày hôm qua và còn có thể tiếp tục giảm trong phiên giao dịch vào ngày hôm nay. Trước đó, chốt phiên giao dịch vào ngày 29-30 tháng 6, vàng SJC tiếp tục giảm từ 30 đến 150.000 đồng trên một lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giảm 50.000 đồng trên một lượng cho chiều mua vào và 50.000 đồng trên một lượng cho chiều bán ra. Tại Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng SJC giảm 30.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 40.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Vàng 4 số 9 thương hiệu vàng ròng Thăng Long cũng niêm yết giảm và đang niêm yết ở mức 51,28 đến 51,88 triệu đồng trên một lượng. Vàng trang sức giao dịch tại mốc 50,55 đến 51,65 triệu đồng trên một lượng. Chỉ số giá tiêu dùng tăng bất ngờ, vàng còn giảm mạnh. Giá vàng đang giao dịch giảm mạnh sau khi chỉ số tiêu dùng tháng 6 của Mỹ đạt kết quả tốt hơn mong đợi. Tháng này, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đã tăng lên 127,3 từ mức 120 của tháng 5. Các nhà kinh tế trước đó dự báo chỉ số này có thể tăng lên 119. Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng rưỡi sau khi dữ liệu về chỉ số tiêu dùng được công bố. Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, giá vàng tương lai trên sàn COMEX tháng 8 giảm 1,4% trong ngày và chỉ số còn giao dịch ở quanh mức 1.754 USD trên một ao. Một số nhà phân tích cho biết giá vàng sáng thứ ba chủ yếu bị đẩy xuống bởi mức tăng của chỉ số USD, các biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn giảm giá và sự lo lắng về thị trường rủi ro. Niềm tin người tiêu dùng của Mỹ hiện đang ở mức cao nhất kể từ bắt đầu khi đại dịch xảy ra vào tháng 3 năm ngoái. Đánh giá của người tiêu dùng về các điều kiện hiện tại được cải thiện trở lại cho thấy tăng trưởng kinh tế được củng cố hơn trong quý 2. Sự lạc quan trong ngắn hạn của người tiêu dùng được phục hồi
được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng điều kiện kinh doanh và triển vọng tài chính của họ sẽ tiếp tục được cải thiện trong tháng tới. Báo cáo về chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 6 cũng lưu ý rằng kỳ vọng lạm phát trong ngắn hạn cao hơn chưa ảnh hưởng đến suy nghĩ của người tiêu dùng. Trong khi đó, ủa tệ đã neo gần đỉnh 2 tháng khiến cho vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Tuy nhiên, theo nhà phân tích, thị trường vàng ghi nhận ảm đạm trong một số thành phần tham gia thị trường vẫn cứ bối rối về triển vọng của chính sách Fed. Một số nhà hoạch định chính sách Fed đã trở nên cứng rắn hơn bất chấp kết quả lạm phát của Mỹ yếu hơn dự kiến vào tuần trước. Chủ tịch Fed nhận định Ngân hàng Trung ương đã đạt được tiến bộ đáng kể đối với mục tiêu lạm phát để bắt đầu giảm bớt việc mua tài sản. Tuy nhiên, trong dài hạn, chuyên gia này cũng cho rằng đồng USD sẽ bắt đầu suy yếu trở lại vì bối cảnh rõ ràng về mặt trận tăng lãi suất trong 18 tháng tới đến 2 năm nữa. Vàng được coi là hàng rào chống lạm phát, mặc dù việc phát tăng lãi suất làm tăng chi phí nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, làm giảm sức hấp dẫn của nó. Trước diễn biến như hiện tại, giới phân tích dự báo mùa hè năm nay, thị trường vàng sẽ khó có thể sôi động như năm ngoái khi giá vàng đạt mức đỉnh gần 2.000 USD trên một ao. Ngược lại, năm nay thị trường vàng sẽ phải chật vật thêm một khoảng thời gian nữa và cuối năm mới có khả năng chạm ngưỡng 2.000 USD trên một ao. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.